khi mà cái đi liên hệ gì thì sau này trong tất cả cái thiếu mà cô in về máy liên quan đều có tôi sẽ nhắc lại cái hình này cho nó phải đấy cô làm đi rõ ràng hơn nhá. Thì buổi học hôm nay chủ yếu là cô sẽ đi tập trung các dạng về bài toán của tiếng Anh đến cho các bạn, đó là mình sẽ vào cái dạng đầu tiên đi, cô ghi xong chưa? Thì vào dạng một nhá. Dạng một của các cô ở tiêu chúng xe hoa các bạn thì dạng một của bạn sẽ dùng lý thuyết của mặt trong lùng kính để mình quy tắc xét đến nhân viên hạ xuống nhá. Nhiều khi bài toán này thì người ta sẽ dùng là đơn điệu hoặc là đồng nghĩa với mình phải hiểu đó là một nhá. Bởi vì với các bạn học nếu mà lại không để ý thì đôi khi các bạn sẽ thấy thằng cô lắm thì hỏi đơn điệu lúc thì phải đồng nghĩa với đúng không? Mình nhớ là đơn điệu chính là đồng nghĩa với nào. Mình sang các dạng và cơ bản thì bây giờ là đầu tiên con đi cô đi tuần hai năm nào. Tìm tập xác định của tiếng Việt và tính như vậy đúng rồi. Mức hai của mình, mức hai là giải phương trình như vậy của không cùng quá hoặc cùng là bằng mấy nữa tìm thu nhập. Ngay từ đầu các bạn học cái như này. Mức 3, mức 3 con đi, mức 3 là lần bảng thành viên. Mức 4 thì gì? Mức 4 là kết luận cái bảng thành viên. Thì cô cho con ví dụ đầu tiên để mình hiểu về cái này luôn nhé. Ví dụ 1 này. Được chưa? Đây ạ. Trừ vô cùng đi
bạn đi xuống đây rồi đi lên đến đây. Đấy. Nó thấy cô hai cái khoảng đi về tính đô luôn nhá. Bao nhiêu nào? Đúng không? Và đi lên. Được chưa? Tính như cô nào? Tính nhanh nào?
chỗ này nếu mà bạn không chỉ định mình mới nhỉ. Rồi chỗ này hai gì? Ừ. Rồi. Thế nhìn vào đây Sơn thấy như nào nào? Làm số lượng đến trên các khoảng nào? Nghiêng vào đi.
đến một cái sức là cẩn thận để chắc chắn hàng này mỗi lần thi các bạn đều vỡ ngã, và mỗi lần vỡ ngã đấy thì làm bài toán nó sẽ được chắc chắn hơn và kiến thức nó sẽ vững chãi hơn rất là nhiều. Và khi giảm thì cô sẽ nói kỹ vấn đề để cho các con luôn nhé. Người đây biết được đi nào nhỉ? Chắc chắn trong đấy thì con sẽ là được chưa? Thì cô đã giới thiệu với con.